Kính thưa quý vị đại biểu, cái phiên tiếp theo của chúng ta hôm nay là phiên thảo luận về câu chuyện là xây dựng và phát triển cái hệ sinh thái tại địa phương. Cũng rất là cảm ơn anh Phạm Duy Hiếu đã có một cái phần trình bày rất là cảm hứng để chúng ta còn ngồi lại đây và chúng ta trao đổi với nhau trong cái bối cảnh là cũng đã đến cái giờ trưa rồi. Và xin phép các anh chị là chúng ta cũng sẽ cùng nán lại để cùng đi lắng nghe những cái chia sẻ cụ thể hơn về cái phần đề dẫn của anh Hiếu đã trình bày. Xin giới thiệu với quý vị, tôi là Nguyễn Việt An, phụ trách quản lý đề án tầm 4 của Bộ Khoa Công Nghệ. Nãy giờ chúng ta nghe chia sẻ của cái phiên thảo luận trước về cái đề án tầm 4 rất là nhiều rồi. Thì kể từ năm 2016 khi mà chính phủ phát động năm quốc gia khởi nghiệp, thì cùng với đó cái đề án tầm 4 được ra đời. Và cái việc triển khai cái câu chuyện hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo là câu chuyện không chỉ riêng của bộ ban ngành nào mà là câu chuyện của các địa phương nữa. Thì phiên hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian để thảo luận về cái câu chuyện làm thế nào để xây dựng và phát triển cái hệ sinh thái tại địa phương. Tham dự về cái phiên của chúng ta hôm nay có rất nhiều đại diện đến từ các cái cơ quan quản lý nhà nước, từ anh Thanh là giám đốc sở khoa học công nghệ Nghệ An, anh Hoàng là phó giám đốc sở khoa học công nghệ Đà Nẵng, có chị Lê Anh là một trong những người đã góp phần rất lớn để hình thành cái đề án tầm 4 và đã có những cái trải nghiệm để hỗ trợ các cái hệ sinh thái tại địa phương. Chúng ta có anh Hiếu là một tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, và anh Đức đến từ một cái quỹ đầu tư khởi nghiệp cũng đã có những cái hoạt động rất là nhiều cho địa phương. Thì xin phép câu đầu tiên đặt câu hỏi cho tất cả các cái khách mời của chúng ta ngày hôm nay, thì nếu như mà lúc nãy anh Hiểu đã nói là chúng ta hiểu có ba cái triết lý để xây dựng các hệ sinh thái tại địa phương, thì tôi xin phép là nếu như mà có ba cái yếu tố mà chúng ta cần phải quan tâm đầu tiên khi bắt tay vào xây dựng cái hệ sinh thái của tại địa phương, thì anh chị chọn là những cái yếu tố nào? Xin phép là bắt đầu từ cô Lê Anh Thanh Ngon. Cảm ơn là đã cho tôi được phát biểu đầu tiên ở trong cái phiên cuối cùng. Với tôi thì nếu mà để chọn một từ hay là để bắt đầu có thể khởi động một cái hệ sinh thái, thì theo tôi đấy là một cái từ về nhà đầu tư, hay gọi là nhà đầu tư thiên thần, nhưng chắc là nó phải có thêm một cái tiếp đầu nữa cho nó, là nhà đầu tư thiên thần được đào tạo, hay là Educated Angel Investor. Nhà đầu tư thiên thần được đào tạo. Cảm ơn cô Lê Anh. Xin phép là mời anh Thanh để từ đại diện của một cái địa phương cũng đã xây dựng hệ sinh thái trong cũng không phải là quá dài. Theo tôi nhớ là trong 2 năm vừa qua thì Nghệ An mới bắt đầu câu chuyện xây dựng hệ sinh thái. Với anh Thanh chia sẻ giúp là cái yếu tố nào mà sở khoa công nghệ cũng như là tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để bắt tay xây dựng hệ sinh thái. Như trong kịch bản có gửi cho tôi ấy, khoảng một từ nào để hình thành hệ sinh thái ở địa phương, thì tôi xin chọn một từ kích hoạt, nhưng với theo cái nghĩa là set in motion. Vâng, cảm ơn anh Thanh ạ. Xin phép mời anh Hoàng. Với tôi thì tôi lại thích cái từ kết nối hơn. Vì bản chất cái hệ sinh thái thì trong cái phần 4 của cái clip đề dẫn ấy, thì chúng tôi cũng đã nêu là nó gần như là Đà Nẵng có hết. Quỹ từ quỹ đầu tư mà điểm thanh thành cho đến là các cơ quan quản lý nhà nước rồi trường viện nó có hết. Tuy nhiên thì cái kết nối lại với nhau để xử lý một số các vấn đề liên quan đến các startup, liên quan đến cái sáng tạo của việc thì nó vẫn đang còn nhiều câu chuyện, mà kể cả là cái tiên trước ấy, các nhà quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương đã trả lời rồi, thì tôi lại thích cái từ là kết nối. Xin kết nối quá, vâng, cảm ơn anh. Xin phép là đại diện đến từ các cái tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, xin mời anh Đức ạ. Anh Đức thì để những người chọn các cái yếu tố mà để mình bắt đầu xây dựng cái hệ sinh thái tại địa phương này, sẽ chọn là những yếu tố nào? Cảm ơn anh. Là nhà đầu tư thì tôi nghĩ là cái từ đầu tiên tôi nghĩ tới là chất lượng startup. Thực sự là có rất nhiều cái trăn trở về cái này. 2 năm vừa rồi thì chúng ta nhìn thấy có nhiều tiến bộ đấy, nhưng mà so với nhu cầu nhà đầu tư thì cũng chưa thua gì. Bởi vì nhà đầu tư chúng tôi cũng lớn lên, nhưng mà cái tốc độ và cái sự thay đổi chất lượng startup chúng tôi chưa được đạt được cái kỳ vọng. Và chất lượng startup. Thế còn cuối cùng ạ, xin phép là hỏi ý kiến của anh Hiếu. Tôi cũng chọn từ kết nối. Kết nối. Và tôi nghĩ rằng là vì chúng ta kết nối với nhau mà tất cả những cái hành động nó sẽ có tương tác nhiều chiều. Và khi có tương tác nhiều chiều, chúng ta sẽ học hỏi được nhau. Và khi chúng ta học hỏi được nhau thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến bộ. Chứ còn nếu như mà bảo ngay lập tức, mà khi mà ngay khi khởi đầu mà chúng ta đã giỏi ngay, chúng ta đã hiểu biết ngay, thì nó rất là khó xảy ra.
nó phải có kết nối, phải có những cái người đi trước, rồi có những chuyên gia nước ngoài hay chuyên gia trong nước họ tới đây họ chia sẻ. Cái sự kết nối này xảy ra khiến tất cả những thành viên ở trong hành trình này học được, nên tôi chọn từ kết nối. Và cảm ơn cái chia sẻ của anh Hiểu. Chúng ta được nghe là từ góc độ của chị Lê Anh, là một cái người mà rất là tâm huyết để hình thành một cái gọi là một cái thị trường vốn tài chính cho khởi nghiệp Việt Nam, thì chị Lê Anh chọn là làm thế nào để có nhà đầu tư thiên thần được đào tạo. Khi mà nhà đầu tư thiên thần được đào tạo thì có lẽ là các cái bạn khởi nghiệp, các ý tưởng khởi nghiệp cũng sẽ được hỗ trợ từ kết nối, đúng không ạ? Và từ kích hoạt của anh Thanh thì Thủ tướng Chính phủ sẽ có chỉ đạo đầu tư, mà tôi cũng rất là tâm huyết là làm thế nào để thống nhất được các cái hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trên cả nước. Thế thì chúng ta đi đến cái câu chuyện là chất lượng của startup. Thì lúc nãy chúng ta nói rất nhiều đến cái câu chuyện của Đà Nẵng, và chúng ta thừa biết là ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì có điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều so với các cái địa phương khác để hỗ trợ khởi nghiệp. Vậy thì các địa phương khác làm cách nào để mình bắt đầu và mình làm có hiệu quả cái câu chuyện hỗ trợ khởi nghiệp? Xin phép có thể là chia sẻ từ anh Thành, bởi vì như tôi được biết là tôi cũng chia sẻ với các anh chị là Nghệ An là một cái tỉnh mà tiếp cận câu chuyện khởi nghiệp cách đây cũng không phải là quá xa, khoảng 2 năm trở lại đây. Nhưng mà cũng báo cáo với các anh chị là Nghệ An bắt đầu đã hình thành được những doanh nghiệp khởi nghiệp mà có thể gọi là đủ trình độ để tiếp cận với cái cuộc chơi của toàn cầu. Vừa rồi thì Nghệ An có một cái doanh nghiệp khởi nghiệp đã được đi Mỹ cùng với TechFest của chúng tôi tổ chức tại Mỹ, và cũng có những cái doanh nghiệp mà đã đủ điều kiện để vào vườn ươm của chị Lê Anh ở đây. Thì xin anh Thành chia sẻ một chút, tức là mình không so sánh được với những cái thị trường như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thì cái cách làm của mình ở địa phương mình làm như thế nào? Như hôm nay tôi dùng cái từ kích hoạt với cái nghĩa sách in motion ấy. Nếu mà chúng ta ý theo cái nghĩa, tức là chúng ta vừa thiết lập vừa hành quân, tức là thiết lập trong sự chuyển động. Ý nghĩa nó là thế. Mà ông bà ta nói tức là hành vừa hành quân vừa xếp hàng. Bởi vì chúng ta không thể chờ được. Hiện tại bây giờ như cũng giống như Đà Nẵng, Nghệ An đại học có, viện nghiên cứu có, đội ngũ cán bộ khoa học có, những người các nhà đầu tư có nhiều tiền thì cũng có rồi, cái tiềm năng có thể có, tức là cái lực lượng lao động, nguồn nhân lực của Nghệ An cũng không đến nỗi, tức là chất lượng về nguồn nhân lực thì cũng không đến nỗi, nhưng làm thế nào để kích hoạt nó lên và kết nối nó lại, để thiết lập một cái mạng kết nối lại để kích hoạt nó lên. Bởi vì vấn đề cái chỗ là các nhà đầu tư cũng nói xin lỗi Đức là cũng đón rén, cũng ngại lắm ấy. Bởi vì ngay cả anh cũng ngại, bởi vì đòi hỏi chất lượng cao thì đầu tư thì đầu tiên tâm lý là ngại ngùng. Startup thì đối với lực lượng trẻ thì là tự tin, cũng ngại thôi. Và chính quyền thì ngại cái rào cản của cấp trên, hành lang pháp lý. Thế thì chúng ta kích hoạt và thiết lập nó như nào? Nếu có phải chờ hay là vẫn phải làm, thì chúng tôi đi theo hướng tức là dạng second motion. Tự mình chưa làm được thì chúng tôi nhờ, ví dụ như chúng tôi có kết nối và hợp tác với chỗ chị Thạch Lê Anh để mình hình thành dần, để tác động dần và giúp. Và đồng thời với quá trình đó thì chúng tôi đào tạo cái đội ngũ mentor, đào tạo cho đội ngũ cán bộ công chức những cái đơn vị mà nó liên quan, và cũng đồng thời triển khai các dạng Agile Game, rồi Demo Day, vân vân, rồi kể cả triển khai các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Rồi cũng đồng thời hình thành cái Core Working Place, hình thành trung tâm công tác. Như vậy là chúng tôi làm đồng thời cùng một lúc, chứ không chờ một cái gì nó to tát ra trước đã đổi mới làm. Bên thứ hai nữa là tôi rất đồng tình nhà yếu hồi này thì anh nói là it's for sale, không? Chúng tôi thì cố gắng tìm sự khác biệt để các em khẳng định. Thậm chí chúng tôi còn khuyến cáo cho các bạn sinh viên, kể cả xó nào cũng hãy cạnh coi nó là đặc sản, chứ đừng có nghĩ nó là cản trở. Thì cách làm thế, và chúng tôi đi từ những cái rất bình thường, ví dụ những sản phẩm truyền thống của bà con đã làm lâu rồi, nhưng mà nó ở nằm trong những cái làng thôi, bởi sự kích hoạt nó lên để nó ra khỏi tỉnh, thậm chí có thể ra khỏi nước. Cũng xuất phát từ cái ý anh Thanh mà chia sẻ, chúng ta có cũng rất nhiều hội thảo và cũng có rất nhiều cuộc thảo luận nói về cái câu chuyện là làm khởi nghiệp sáng tạo, như anh Hiểu nói, tức là mỗi địa phương phải là một cái cách tiếp cận khác nhau và phải dựa trên cái lợi thế đặc thù của địa phương. Thì xin phép là anh Thanh có thể chia sẻ sâu hơn về câu chuyện ở Nghệ An đã dựa trên cái lợi thế đặc thù của mình là những cái gì để hỗ trợ cho các cái bạn khởi nghiệp có thể phát triển nhanh được. Chúng tôi thế này, ví dụ như là những cái đặc sản của Nghệ An, cái đầu tiên là chúng tôi trên cơ sở cái điều tra cái đa dạng sinh học, tìm các quý rẻ quý hiếm. Rồi trên cơ sở kết nối với lại cái cơ sở dữ liệu của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam để cung cấp cho các bạn, cung cấp các doanh nghiệp. Thì khi các bạn thấy đúng rồi,
hay rồi, và chúng tôi lại hỗ trợ thông qua có thể là dự án khoa học, có thể là chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, có thể là một chính sách hỗ trợ sản xuất sản phẩm mới. Chính vì thế mà có những cái nó rất đơn giản thôi. Ví dụ như một cái sản phẩm mà khẽ các bạn biết rồi, hay là hạt dồi, và mà khẽ hạt dồi của miền Tây, rồi những cái măng rừng, cái măng loi của miền Tây, thậm chí kể cả những cái món thủ công mỹ nghệ từ đồ tre mà anh em làm cái việc để cho bà con người ta cùng cho khách du lịch trải nghiệm, vân vân. Thậm chí là vừa rồi chúng tôi ủng hộ cho một cái ý tưởng đó là tổ chức cái tour du lịch khởi nghiệp về nông nghiệp cho các bạn trẻ đến tham quan, thử nghiệm, trao đổi, chia sẻ tại các farm mà các bạn đã và đang khởi nghiệp. Để cũng để một nhìn thành cái kiểu như thế thì để chúng ta khai thác tất cả những cái gì mà mang sắc thái riêng của Nghệ An và của tỉnh. Rất là cảm ơn anh Thanh. Em muốn khai thác thêm ở cái góc độ của cái chữ mà lúc nãy chúng ta có hai người đồng ý là chữ kết nối. Và ở đây là ngoài câu chuyện kết nối chúng ta học tập nữa, thì có một cái đề điển hình ở đấy tại sao xếp anh Thanh ngồi gần với chị Lê Anh là bởi vì là có cái sự kết nối ở đấy. Tức là cũng xin chị Lê Anh chia sẻ thêm cái câu chuyện là tại sao chị lại quyết định về để hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An xây dựng cái hệ sinh thái khởi nghiệp. Và cái ý thứ hai nữa là xuất phát từ những cái đặc thù của địa phương ấy, thì VSV cũng đã có một cái sự thay đổi và một cái sự gọi là phát triển về mô hình. Tức là bên cạnh là những cái bạn ươm tạo những bạn khởi nghiệp về công nghệ, thì bây giờ VSV đã ươm tạo những cái bạn khởi nghiệp mà sử dụng những cái sản phẩm truyền thống, những cái mô hình truyền thống của địa phương, nhưng có cái yếu tố gọi là tư vấn để có thể có một cái mô hình theo hướng startup. Thì xin chị Lê Anh chia sẻ thêm về những cái câu chuyện này, triết lý ở đằng sau những cái việc đấy là như thế nào. Và cảm ơn câu hỏi của anh An, phải nói là rất là khó, mặc dù là anh gửi cho tôi từ trước. Tôi suy nghĩ rất là nhiều là cách nào để có thể nói nó gọi là để cho nó dễ hơn. Làm thì dễ, thật sự là nói thì rất là khó. Khi từ lúc mà gặp anh Thành, thực sự tôi, cá nhân tôi rất là cảm kích, bởi vì là một giám đốc sở cũng đầu tiên là chưa phải gặp tôi đâu, gặp các bạn trẻ của VSV. Và anh ấy chủ động anh đi theo bằng được trong một cái Tech Fest, và anh ấy nói là muốn mời về Nghệ An và để tham quan đã và để xem là như thế nào. Và tôi thì về nguyên tắc thì bao giờ là các bạn cũng đi trước, sau đó thì về báo cáo đưa những cái thông tin về, bắt đầu thì mình mới đánh giá xem là ở đấy mức độ như thế nào. Và cái mà tôi quyết định cũng rất là nhanh là đi vào trong đó và quyết định gặp anh Thành, và cũng nói ngay với anh ấy là cái việc mà đặt VSV tại Nghệ An ấy nó hoàn toàn rất là phụ thuộc vào anh, chứ không phải là phụ thuộc vào chúng tôi. Vì đến đâu cũng thế, cũng giống như là mình đi gọi vốn từ nước ngoài như thế, là mình phải thể hiện mình là cái người rất am hiểu về thị trường đó và rất mong muốn làm. Vì nếu như mình không mong muốn làm thì người ta có mang tiền, mang công nghệ về cũng không ai làm được. Không bao giờ một nhà đầu tư có thể mang tiền đến để cho chúng ta nếu trong trường hợp chúng ta không đấy là phải quyết tâm làm. Thế và anh Thành cũng là đâu đó là bóng dáng của VSV 3 năm trước, và anh ấy rất là quyết tâm. Và khi mà chúng tôi có đề xuất là mình thử tổ chức một cái angel game, cái angel game là cái format do VSV đưa ra, tức là kết nối những nhà đầu tư thiên thần, các startup và những người làm chính sách, ba đối tượng đấy rất là khác nhau mà lại bỏ thời gian vào dịp cuối tuần để đi chơi với nhau. Trong vòng 3 ngày 2 đêm, anh Thành là cái người tự chủ động đi tìm những cái địa chỉ, và theo cái format chương trình của chúng tôi đặt lên rất là cao, phải nói là đặt tiêu chuẩn, yêu cầu tiêu chuẩn rất là cao. Và anh ấy không phải là giao cho nhân viên hay là các anh chị ở dưới đâu, mà anh ấy là người trực tiếp đi khảo sát, sau đó về và nói với VSV là có những cái điểm như thế này và theo tôi thì có những cái chỗ như thế này thì có thể đặt. Tôi phải nói là rất là cảm kích về những người đứng đầu, bởi vì là nếu ở trong một tổ chức mà người đứng đầu không quyết tâm và không tự mình làm thì không ai có thể giúp được. Thì đấy là cái yếu tố vô cùng quan trọng. Cái điểm thứ hai nữa, sau khi đi khảo sát có một cái chuyến đi như vậy ấy, với lần đó phải gần 100 người, mọi người rất là háo hức. Lúc đấy mới hiểu lơ mơ ra là thế nào là startup khác gì với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa là khác như thế nào, và người làm chính sách cũng bắt đầu hiểu. Thế mà tôi cũng không ngờ là, không biết anh Thành có xui không, nhưng mà startup ở Nghệ An thì các bạn làm doanh nghiệp ở Nghệ An lúc đó chưa là startup đăng ký vào VSV rất là nhiều. Với chúng tôi ấy, thì trong nước ngoài nước là cứ đăng ký là xét thôi, xét hồ sơ thôi, chứ không phải là vì có quan hệ gì cả. Thì lần đó là cái bootcamp tiếp theo của VSV ấy,
thưa với anh là cái 10 nhóm thì 4 nhóm từ Nghệ An của anh và được đầu tư và các nhà đầu tư đều đánh giá rất là cao cái khả năng. Và cũng xin lỗi anh Đức một chút, tôi thì khá là bênh startup bởi vì tôi thấy ý tưởng của anh đẹp cả và ý tưởng nào cũng có thể thành công được nếu mà các bạn quyết tâm làm. Và đối với cả VSV ấy, thì chúng tôi rất là mong muốn là đi tìm được những bạn mà quyết tâm giải quyết cái vấn đề mà tại địa phương. Ví dụ như là ở trường hợp ở Nghệ An có trường hợp của bạn Lena. Và Lena là Cam Vinh Thị Yến, có vẻ là bây giờ sẽ đã nhiều người biết đến bạn rồi. Thì lúc đầu chỉ đơn giản là trồng cam sinh thái và bán 50.000 một quả cam trong siêu thị. Thế nhưng mà đến lúc mà gặp nhà đầu tư ấy, thì nhà đầu tư hỏi là nguồn nguyên liệu có đảm bảo không để có thể nhà đầu tư rót vốn vào. Rót vốn vào nông nghiệp thông thường không phải là mấy chục ngàn đô hay 100 ngàn đô như những startup về IT, software, phần mềm. Mà trong nông nghiệp ấy, thì có thể rót vốn nửa triệu đô, 1 triệu đô, thậm chí nhiều hơn nữa trong cái giai đoạn seed round. Thì bạn ấy chỉ có 2 hectare thôi. Và 2 hectare đấy chưa chứng minh được cái gì cả trên tổng diện tích mà tôi đi khảo sát ở cái vùng đó. Chưa và đúng rồi, chưa có biển, chưa có quyền sở hữu. Vâng, thì cả cái vùng đó là khoảng độ 3.000 hecta mà bạn chỉ có 2 hecta thì cái đấy không đảm bảo để nhà đầu tư có thể đầu tư. Nhưng mà cái cách mà chúng tôi làm với bạn không phải là cho bạn vay tiền và không phải là đi đến chỗ An Bình của anh Hiếu để vay được tiền, cái đấy chắc là khó đúng không? Thế thì làm theo cách nào? Đầu tiên ấy, là các bạn phải làm theo cái dạng là farm lab, bạn làm thí điểm trên cái vùng của bạn. Bạn nói với những người nông dân bên cạnh, thay vì là bạn giấu thì bạn có thể nói rõ hơn, chia sẻ. Kết nối đấy, như các anh nói. Và chỉ trong một ngày thôi có 23 hộ nông dân và lập tức là theo cái phương án của bạn, mang tên của bạn là Cam Vinh Thị Yến, sinh thái Cam Vinh Thị Yến, 50 hectare bạn chưa mất một đồng nào cả. Và bạn cũng không mất tiền để thuê nhân sự bởi vì nhân sự là những farmer, là những người chủ đấy. Họ đã làm và cho đến bây giờ thì theo tôi đấy là một trong những dự án thành công và cũng đã đi chia sẻ ở rất nhiều vùng ở trong cả nước. Báo với chị thêm là chúng tôi đang hỗ trợ cho Cam Vinh Kỳ Hiến chuẩn bị mở cái tour du lịch theo kiểu farm trip. Đấy. Thế và khi mà đến đây là tôi vẫn nhận tin của bạn em vừa nhắn là cô book cho cháu cái ngày 16 cô đừng đi đâu. Là bởi vì ngày 16 cháu vừa mới thông báo một cái thì có 20 doanh nghiệp đăng ký là theo cái farm tour đó. Và tôi cũng xin nói một chút như này nữa, tức là cái doanh thu của bạn ấy thay vì bán 50.000 một quả cam trong siêu thị ấy thì tôi nói là cái gì đã đong đo đếm được thì có rất nhiều tiền vẫn có thể kiếm ra được. Nhưng cái gì không đong đo đếm được cái đấy mới là cái có thể start up. Thế và bạn ấy đã làm theo cái như là hướng dẫn ở bên này ấy, thì chỉ trong một đêm thôi có những cái tour như vậy bạn có thể thu tới 22 triệu tiền lãi thay vì là bạn bán cam như thế kia. Thế và một cái tour như là bạn đang tổ chức như thế này 5 triệu một người mà rất nhiều người đăng ký và cứ phải chia ra là chỉ có 20 người trong một đầu thôi, bởi vì chúng tôi cũng muốn là cầm tay chỉ việc, tức là mentoring ở đây là cầm tay chỉ việc, design business model cho từng doanh nghiệp một, thì cái đấy là cái khác biệt mà chắc là thỏa mãn câu bạn Nga. Vâng ạ, rất thích cái mô hình đó bởi vì là nó tự nhiên nó sinh ra một cái nhóm mentor free cho các bạn startup mà chưa có ý tưởng, tức là chuyên dành cho hôn dành tour cho những người ham mê về khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Rất là cảm ơn cái phần chia sẻ của anh Thanh và chị Lê Anh. Qua cái phần chia sẻ này thì thực ra là một điều mà chúng tôi đi địa phương cũng như anh Hiếu chắc là cũng nhận thấy, tức là câu chuyện để phát triển cái hệ sinh thái địa phương thì yếu tố con người là cực kỳ quan trọng. Yếu tố con người từ các cái anh chị ở trong những cái cơ quan lãnh đạo hay là những cái con người khởi nghiệp của địa phương đấy và cái con người mà sẵn sàng hỗ trợ họ dựa trên cái tâm huyết và cái sự nỗ lực của họ ở địa phương là cực kỳ quan trọng. Thế thì quay trở lại một cái từ mà chính là anh Đức chọn, tức là cái từ về câu chuyện là chất lượng của doanh nghiệp khởi nghiệp. Thì ở đây tôi cũng là người đi địa phương rất là nhiều và chúng tôi thấy là địa phương nhiều nơi rất là băn khoăn về cái câu chuyện là thế là nguồn đầu vào cho mình làm các cái câu chuyện hỗ trợ khởi nghiệp thì nó đến từ đâu. Chúng ta vẫn biết là những cái mô hình điển hình của thế giới chúng ta phải đến từ những cái khu vực rất là hàn lâm, ví dụ như là trường đại học, viện nghiên cứu. Thế thì theo anh, ví dụ như là đã đi địa phương cũng rất là nhiều rồi, thì theo anh thì là địa phương nên có những cái nguồn đầu vào như thế nào và xác định cái nguồn đầu vào để mình hình thành cái hệ sinh thái và sau đấy là ra được các cái bạn doanh nghiệp khởi nghiệp, thì là những cái nguồn đầu vào mình có thể xác định từ đâu? Giờ lời khuyên cũng không hẳn, cái quan sát của Đức là như thế này. Khi mà đi các tỉnh thành và giảng cho các bạn ấy
các doanh nhân startup hoặc là các doanh nhân cũng đã hoặc là SME nói về mô hình kinh doanh, thậm chí các bạn còn chưa biết cái concept đấy là cái gì. Tức là cái hàm lượng đào tạo về việc khởi nghiệp một cách bài bản là cái hàm lượng rất ít ở các địa phương. Chúng ta phải nhìn thấy cái điều đó khi mà nhà đầu tư đến nói chuyện và các em chưa biết business model là cái gì thì gần như chúng ta chưa thể nói chuyện cái vòng sau được. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai Đức cũng hay chia sẻ với các bạn đó chính là cái truyền cảm hứng về tâm thái khởi nghiệp. Chúng ta cái tâm thái và sự lựa chọn khởi nghiệp khi chúng ta bằng cách làm theo thói quen hay là thấy ai đó làm theo hay là chúng ta nhìn thấy một cái thị trường nó đã bắt đầu nó trưởng thành rồi, chúng ta đã nhảy vào, chúng ta làm theo người khác, thì có những cái cách khởi nghiệp là vì sở thích, vì thói quen hoặc là bắt chước người khác. Thì cái thái độ khởi nghiệp đấy khi mà đặt lên cái bàn cân để lựa chọn nhà đầu tư lựa chọn thì bản thân nó đã không có một cái lợi thế cạnh tranh rồi. Nên cái tâm thái khởi nghiệp ở đây chính là innovation và problem solving từ đầu. Tức là chúng ta phải nhận diện được cái vấn đề và chúng ta đưa ra giải pháp một cách đổi mới sáng tạo ngay từ đầu. Thì có hai cái yếu tố mà Đức nhận thấy là cái hàm lượng training về hạ tầng khởi nghiệp và cái thứ hai là cái tâm thái lựa chọn để xây dựng mô hình ấy, là hoàn toàn chúng ta có thể hỗ trợ được thông qua cái việc là training lại cho những mentor ở những địa phương. Chúng ta hiểu rằng những cái nguồn lực, những người mentor, những nhà đầu tư, những cái doanh nhân khởi nghiệp lâu đời họ chính là những người mentor cho những mentor địa phương, bổ sung cái nguồn lực đấy vào những cái incubator, những cái khu vực ươm tạo, thông qua những cái cuộc thi, thông qua những cái chương trình ươm tạo tại địa phương thì chúng ta sẽ thay đổi được chất lượng startup. Tôi muốn khai thác sâu hơn anh Đức ở kỳ này, tức là chúng ta nói rất nhiều đến cái câu chuyện hệ sinh thái ở Hà Nội, ở Thành phố Hồ Chí Minh và gần đây là ở Đà Nẵng. Và những cái địa phương này thì họ có rất nhiều cái nguồn lực sẵn sàng để đổ vào cho hệ sinh thái. Từ là thị trường, từ là vốn tài chính, rồi là những người mà có kiến thức, có chuyên môn có thể làm mentor hoặc là coach cho các bạn khởi nghiệp. Thế nhưng mà nhìn xa ở các địa phương khác, khi mà họ ví dụ như họ không có nhiều trường đại học hay là họ cũng không phải là thị trường đủ lớn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, thế thì những cái địa phương này họ tiếp cận đến cái câu chuyện là xây dựng hệ sinh thái như thế nào? Ở trong cái gì mà Đức vừa chia sẻ thì có một cái cấu phần rất quan trọng, đấy là cái kinh nghiệm và kiến thức của những doanh nhân đi trước. Một thực tế là khi mà đi đầu tư ở các địa phương ấy, thì sau khi đầu tư xong hoạt động ươm tạo gần như chúng tôi bị bỏ trống. Bởi vì đối với cả đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nó không giống như là đầu tư private equity hay là đầu tư các cái giai đoạn muộn, mà cái giá trị phát triển nó nằm chính ở cái khâu mentoring. Thì đặt ra cái tình trạng này nó cho thấy rằng cái nguồn lực mentor ở các địa phương là rất yếu và rất thiếu. Ngay cả việc chúng ta quan sát ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay Đà Nẵng là những thành phố lớn, hỏi rằng chúng ta có một cái platform nào đấy để có thể connect được những mentor, đưa dẫn dắt họ theo một cái format nào đấy phù hợp để dẫn dắt dự án hay không, chúng ta cũng chưa có. Đợt vừa rồi thì có một cái may mắn là tôi cũng ngồi cùng cả chị Thạch Lê Anh trong cái việc chấm một cái đề án ở Thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng một trung tâm ươm tạo chuẩn quốc tế. Chúng ta nhìn thấy cái nguồn lực thực hiện cái đó và những người mentor làm cái đó rất thiếu. Thế thì có một cái giải pháp nữa mà tôi đang mới nghĩ đến cách đây một vài ngày, thì nếu mà được thì chắc là sau cái buổi chia sẻ như thế này, tôi rất muốn có một cái giải pháp nào đấy online. Thay vì chúng ta tìm kiếm những cái nguồn nhân sự tại chỗ thì chúng ta phải có một cái giải pháp online. Cái giải pháp đó nó giúp cho những mentor có nhiều kinh nghiệm, đã trải nghiệm với hệ sinh thái 3-4 năm xây dựng một cái thế hệ kế thừa và mở rộng nó ở các tỉnh thành khác. Còn nếu không thì đó là một cái thách thức rất lớn cho các địa phương. Tôi cũng rất là đồng tình về cái ý tưởng của Quách Đức, bởi vì là chúng tôi cũng đang bắt tay vào làm một cái việc như vậy. Tức là để mà giải quyết được cái keyword mà lúc nãy giờ chúng ta trao đổi thì chúng ta rất cần có chung một cái nền tảng trí thức, mà đấy chính là từ cái đội ngũ chuyên gia, đội ngũ mentor. Chúng ta phải có thể giúp chung được cái đội ngũ đấy và làm thế nào để đội ngũ đấy chia sẻ một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất đến cho các địa phương, đúng không ạ? Rất là cảm ơn anh Đức. Câu hỏi tiếp theo xin dành cho anh Hiếu, bởi vì là tôi cũng nhận được rất là hôm qua tôi ngồi với các anh chị ở SVM đã làm việc với bộ. Thế thì
cái câu chuyện của SVF vừa rồi, công cụ chiến lược là một trong những chiến lược của SVF là hỗ trợ để xây dựng các cái hệ sinh thái tại địa phương. Thế thì theo anh là cái việc những cái dự định sắp tới của SVF sẽ làm với các địa phương là như nào, mình có chuẩn hóa những cái việc mình làm về địa phương và sau để nhân rộng ra được hay không, và anh đánh giá như thế nào về một cái chữ tại mọi người nói rất nhiều là kết nối. Thế thì anh đánh giá như thế nào về cái câu chuyện là địa phương phải kết nối với nhau để xây dựng một cái hệ sinh thái nó lớn hơn thay vì chỉ là cư trú lại ở trong một cái địa phương nhất định? Thì xin phép vâng, câu hỏi rất hay. Chúng tôi trong 5 năm thì tôi đã đi đến 27 tỉnh thành và chưa có Đà Nẵng, chưa có Nghệ An. 27 tỉnh thành đấy thì cũng mỗi một tỉnh thành như thế thì đúng là lăn lộn ở đó, vô số những bài học thất bại. Được, những bài học thất bại mà ngồi viết lại thành một cuốn sách đi chia sẻ thôi cũng giá trị lắm. Làm cái này không được, làm cái kia không được. Thế thì mày mò rồi tìm ra những nguyên lý, rồi có những cái thử nghiệm, rồi thấy là may mắn, có những cái may mắn để có những thành công nhất định. Thì chúng tôi phát hiện là như này, khi mà đi đến 27 tỉnh thành rồi chúng tôi không còn sức nữa. Cái team của chúng tôi có 30 người. Nói về chuyện là lương bổng để nuôi đội ngũ 30 người đấy là cả một câu chuyện. Bởi vì đi cống hiến cho cộng đồng mà. Thì sống bằng tiền tài trợ. Những cái doanh nhân doanh nghiệp người ta có lòng, người ta bỏ vào những chương trình mà chúng tôi kêu gọi được tiền tài trợ của những tổ chức phi chính phủ hay phi lợi nhuận. Thì đến một lúc nào đó chúng tôi phát hiện là chúng tôi không còn đủ nguồn lực nữa. Nhưng mà chúng tôi muốn là cái cách làm như thế cần phải được nhân rộng ra nhiều tỉnh thành được nhận được cái nguồn hỗ trợ hay nhận được những kết nối chia sẻ. Thì chúng tôi mới nghĩ ra là cái con đường của SVF để đi thì chúng tôi cần phải học tập cái cách làm của 844. Và cách làm của 844 có một cái ý tưởng, ý rất là hay, có nghĩa là thay vì hỗ trợ cho từng startup một thì đi hỗ trợ cho tổ chức hỗ trợ cho startup. Tại vì mình hỗ trợ cho những tổ chức đi hỗ trợ đơn giản, dán những tổ chức hỗ trợ để hỗ trợ được hàng ngàn khác nhau. Cho nên là thành thử ra là với một cái số tiền mồi thôi, thế nhưng mà đánh một cái cách gián tiếp như thế thì cái ảnh hưởng của 844 nó rất là rộng và khắp mọi miền đất nước. Thì chúng tôi học cái cách làm như thế của 844. Thế là SVF chúng tôi cũng bắt đầu huy động được cái nguồn tiền của các doanh nhân doanh nghiệp và những tổ chức phi lợi nhuận phi chính phủ thêm một cục như thế. Sau đó chúng tôi bắt đầu trở thành một cái định vị mình là dành một người đi phát tiền cho các cái tổ chức của địa phương. Ví dụ như chúng tôi có những chương trình để hỗ trợ cho những cái cộng đồng sinh viên khởi nghiệp có tiền. Chúng tôi có những chương trình để làm phân tiền cho những accelerator, incubator. Hay là chúng tôi có những chương trình để phân tiền cho những hoạt động liên quan đến hoạt động đầu tư tinh thần. Thế thì như vậy, thì nếu như các tỉnh thành, ví dụ như là ở tại Nghệ An, anh chị hoàn toàn có thể lấy những nguồn lực từ SVF, chúng ta làm việc với nhau, chỉ cần cái chương trình phù hợp với tôi thì chính chúng tôi trở thành cái cây cầu và dẫn cái nguồn lực như thế đi về các tỉnh thành. Bởi vì chúng tôi hỗ trợ được cho các anh chị, thì các anh chị hỗ trợ các startup như vậy, cái ảnh hưởng nó sẽ ra rộng hơn rất nhiều so với việc mà chúng tôi tự đi đến từng nơi đó. Và cái việc mà mình tự đi nó có một cái hạn chế, đấy là chúng tôi không có hiểu biết về cái địa phương đấy giống như những người ở địa phương. Chúng tôi không có sống cùng với người ta, chúng tôi không có hiểu văn hóa, cho nên thành thử ra mất rất nhiều thời gian thì bắt đầu mới để mình thích nghi, mình làm bạn với họ rồi mình bắt đầu mới thúc đẩy họ hành động được. Chúng tôi rất là thích cái từ cảm xúc hay từ mà anh Thành lựa chọn, thì tôi gọi đấy là năng lượng. Mình phải có năng lượng thì mình mới làm được, mà cái năng lượng này là một cái gì đó ở chính mỗi một con người. Người ta dậy tập thể dục buổi sáng người ta phải có năng lượng, nếu không thì người ta sẽ không tập thể dục buổi sáng. Thế người ta đi kinh doanh người ta phải có năng lượng, nếu không người ta không đi kinh doanh. Thì cái năng lượng này là cái quan trọng. Và chỉ những cái con người mà sống ở tại địa phương người ta mới am hiểu cái chuyện đấy là nào để kích hoạt được cái năng lượng đấy lên thôi. Chứ còn đối với người ngoài mà đi vào xong rồi để kích hoạt năng lượng không dễ một tí nào thôi. Cho nên đôi khi là anh Thành có khi chỉ đàng đàng nói chuyện với các trường học thôi là anh em nó khí thế nó đi theo. Nhưng còn nhiều bạn Hiếu thì có phải là ca hát 7 tiếng đồng hồ liên tục kể tất cả câu chuyện thành công và thất bại trên thế giới chưa chắc là người đã làm. Cho nên là cái tính am hiểu về địa phương cực kỳ quan trọng. Thế vì thế nên là cái trở lại câu hỏi là chúng tôi quyết định là thay vì chúng tôi phải đi về từng tỉnh thành một để chúng tôi làm rất là vất vả và nhiều trở ngại đấy, thì chúng tôi sẽ hợp lực cùng với lại các cái tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các cái trường đại học, các cái viện nghiên cứu ở tại các cái địa phương, và sau đó chúng tôi phân tiền, phân chương trình để lúc đó thì chúng ta sẽ có nhiều nguồn lực hơn và cái ảnh hưởng của chúng ta sẽ có cái phạm vi rộng hơn trên phạm vi cả nước. Vâng, cảm ơn anh Hiếu. Tôi nghĩ là đấy là một cái cuộc gặp gỡ phải không? Trong thời gian gần nhất là trân trọng mời Hiếu và anh Đức về làm việc với Nga này không ạ? Dạ vâng. Đấy ạ. Bởi vì ý tưởng của chúng tôi cũng đang cùng với chị ở bên chủ tịch là anh nhìn thành cái quỹ
phong trào khởi nghiệp tại Nghệ An. Sau khi và trong tháng 11 này sẽ tổ chức một hội nghị kết nối các nhà đầu tư, rất là mong anh Đức và anh Hiếu cũng như anh vậy, vậy ta chốt điều luôn ha, ta chốt điều luôn. Vâng, một cuộc gặp gỡ rất thú vị ạ, giữa những cái người mà cùng làm khởi nghiệp với nhau lại chưa có cái sự hợp tác với nhau, và trong cuộc gặp gỡ này tôi cũng có cái vinh dự kết nối đấy. Tiếp theo một cái ý nữa, tức là lúc nãy chúng ta nói về cái câu chuyện là về hệ sinh thái rồi, nhưng mà để cái câu chuyện tiếp theo tôi cũng rất muốn khai thác từ phía của anh Hoàng và anh Đức, bởi vì là chúng ta đã có cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, và chúng ta có những cái quy định để thành lập các cái quỹ đầu tư mạo hiểm và cho phép là có cái căn cứ để địa phương làm cái việc này. Ở trong cái khuôn khổ đề án 814 của chúng tôi thì năm 2018 vừa rồi chúng tôi cũng đã ban hành cái thông tư quản lý và thông tư tài chính cho đề án 814, và hiện tại là đã đủ cái căn cứ về tài chính để cho các địa phương có thể dùng ngân sách địa phương để hỗ trợ cho các bạn khởi nghiệp. Và cũng báo cáo với anh Hiếu và anh chị là từ năm 2020 thì đề án 814 có thêm cái phần hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp khởi nghiệp bên cạnh là hỗ trợ cho các cái tổ chức trung gian, nên báo cáo với anh chị như vậy. Nhưng mà cũng muốn hỏi anh Đức là khi mà tôi biết là cái quỹ của anh Đức là một cái quỹ gần như là đầu tiên đăng ký thành lập theo cái nghị định 3839 của chính phủ, thế thì mình có những cái giao cản hay khó khăn gì và có cái kinh nghiệm gì để chia sẻ với các anh chị đang làm câu chuyện là hỗ trợ câu chuyện tài chính ở địa phương hay không? Xin phép anh Đức chia sẻ. Thực ra thì trên tinh thần là một công ty quản lý quỹ thì đúng là có một cái may mắn là được cái cấp phép là công ty quản lý quỹ đầu tiên. Cái điều đầu tiên mà tôi nhận thấy khi mà triển khai cái đăng ký là công ty quản lý quỹ là chúng ta thiếu rất nhiều thứ từ các cái mảnh ghép ở trong hệ sinh thái. Các vườn ươm và các trung tâm ươm tạo thì chúng ta không có nghiệp vụ về đầu tư, bởi vì chúng ta chỉ có đưa content cho các bạn thôi, và chúng ta làm cái nhiệm vụ là entrepreneur development. Còn các công ty quản lý quỹ lâu nay và truyền thống thì chẳng liên quan đến startup cả. Chính vì thế mà tôi mới khéo léo là đưa hai cái mảnh ghép lại làm gần với nhau ở trên một cái platform của Startup Việt Nam Foundation, và đưa cái giải pháp về quản lý quỹ vào để hai cái mảnh ghép nó bù trừ cho nhau. Thì cũng trên cái tinh thần đó mà cái kiến thức từ phía quản lý quỹ, kiến thức từ đầu tư và cái sự hiểu biết về startup nó mới đưa hoa kết trái được ở ICM. Đấy là cái điều đầu tiên mà khi lựa chọn cái sứ mệnh đó. Cái thứ hai thì đối với cả nghị định 38 thì chúng ta biết rằng ra đời rồi nhưng mà không có thông tư hướng dẫn. Chưa có thông tư hướng dẫn rất lâu rồi. Cái điều này nó tạo ra một cái từ gọi là thiếu minh bạch và khó hiểu. Bởi vì khi mà tôi cầm cái giấy phép ra cái sở kế hoạch đầu tư để đăng ký thành lập quỹ thì các anh ấy bảo là để thành lập được thì theo quy định của sở kế hoạch đầu tư thì phải có tài khoản ở ngân hàng để các bạn chuyển vốn vào. Cái lúc tôi ra ngân hàng tôi nói là sở kế hoạch yêu cầu cái điều đó thì các bạn mở cho anh một cái tài khoản và quản lý độc lập khỏi công ty quản lý quỹ. Thì các bạn bảo là các anh phải có điều lệ được phê duyệt của sở chúng tôi mới mở tài khoản cho các anh. Và cái quá trình đấy nó cứ lặp đi lặp lại và tôi phải thuyết phục. Cũng may mắn là sở kế hoạch thành phố Hồ Chí Minh lắng nghe cái điều đó, bởi vì tôi hiểu cái sự khác biệt giữa công ty quản lý quỹ truyền thống với công ty quản lý quỹ trong nghị định 38. Cái thứ hai nữa cũng may mắn là Vietcombank và cán bộ ở chi nhánh ngay chỗ Sài Gòn Pearl họ lắng nghe chúng tôi 2 tháng giải thích để đến khi mà chúng tôi có thể mở được một cái tài khoản để nhà đầu tư nộp tiền vào dưới tên của ICM nhưng lại quản lý độc lập. Thì cái quá trình đấy, cái sự thiếu minh bạch đó và sự thiếu đồng bộ đó nó làm cái hạ tầng nó hơi rối để công ty quản lý quỹ có thể mở được tài khoản. Cái điều thứ ba là khi mà về đến địa phương thì đối với cả cái phần ngân sách địa phương thì chúng ta hiểu rằng chỉ có thể đi sau ngân sách tư nhân 1 năm. Theo cái 38 nó hướng dẫn là như vậy, tức là ngân sách của nhà nước có thể đầu tư đi cùng với ngân sách tư nhân nhưng phải sau 1 năm. Nên là khi khai phá những cái điều này ấy, ở địa phương thì chúng ta biết rằng cái khoảng cách với các cái câu chuyện về pháp chế nó rất là xa. Các bạn nhầm lẫn giữa cái ngân sách nhà nước và ngân sách tư nhân, giải thích cho những cái điều đó rất là lâu.
các bạn đang coi đó là một cái phong trào để đầu tư và cào bằng tất cả những thứ xảy ra, những cái chuyện này chuyện kia về chính trị thì ai chịu trách nhiệm vân vân, thì giải thích cũng rất là lâu. Ngồi với nhà đầu tư ở tỉnh để giải thích cho cái cơ chế vận hành của quỹ, thì chúng ta biết ở thành phố lớn thì những cái câu chuyện về đầu tư thông qua quỹ có thể hiểu được, nhưng mà ở những địa phương về nó giải thích cho từng nhà đầu tư về cái quỹ nó là cái gì, ban tổ chức vận hành nó ra làm sao, cơ chế phê duyệt thống nhất nó như thế nào, và cái triết lý đầu tư ra làm sao cũng rất mất thời gian. Thì đó là những cái chia sẻ tôi nghĩ rằng từ phía hạ tầng, từ phía các cái sự hiểu biết ở cơ quan, ở các địa phương, nó làm cái quá trình đến kéo dài và khá là lâu. Rất là cảm ơn anh Đức, xin phép cái sự chia sẻ từ anh Hoa, bởi vì là anh Cảnh là giám đốc sở khoa công nghệ Đà Nẵng cũng ngồi ở dưới kia và cũng rất là hay nói chuyện với chúng tôi, là Đà Nẵng là xây dựng cái kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp chỉ 2 năm thôi, và sau đấy thì là có tổng kết để rút kinh nghiệm và có những cái điều chỉnh cho cái thời gian sắp tới. Thì anh Hoa có thể chia sẻ thêm, và đặc biệt là về cái câu chuyện là trong cái dự định của sở cũng như là tham mưu cho các cái cấp lãnh đạo về câu chuyện là hỗ trợ khởi nghiệp trong cái thời gian sắp tới, đặc biệt là trong cái vấn đề tài chính, thì xin mời anh Hoa có thể chia sẻ thêm. Trước khi trả lời câu hỏi của anh An thì tôi cũng cảm ơn cái tư duy của anh Hiếu. Thì anh thay đổi từ việc là đi tìm kiếm hỗ trợ các sớm khắp nơi, thì anh hỗ trợ qua các tổ chức. Và hôm nay thì sở khoa học nghề cũng nhận tài trợ khoảng 10 triệu. Thế thì mong rằng là anh thay đổi như vậy, sang năm mà anh tài trợ khoảng 10 tỷ, tới 1 tỷ thì cái chương trình đó là hoành tráng hơn. Thì liên quan đến câu hỏi của anh thì tôi cũng xin chia sẻ rằng là thực sự mà nói thì là cái hỗ trợ của nhà nước thì không bao giờ đủ, và thực chất là sẽ không thể nào. Thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ dựa trên cái thứ nhất là tôi vừa cái câu đầu tiên ấy, tức là cái kết nối. Và cái sự kiện hôm nay cũng là một cái kết nối, chúng ta ngồi đây cũng là một cái kết nối, và không chỉ là kết nối trong hệ sinh thái khởi nghiệp của một địa phương, mà nếu như mà chúng tôi xây dựng được trở thành một cái trung tâm của một cái khu vực, thì chúng tôi sẽ kết nối với các tỉnh thành, các cái đội ngũ chuyên gia như các anh ngoài mình đã nói, rất khó chứ không phải dễ. Thế thì vì sao không các tỉnh lân cận hoặc này nọ không gửi chúng tôi đào tạo, chúng tôi ưu công việc thành lập ở nơi đâu là quyền của các sớm, không mất đi đâu cả. Đà Nẵng vừa rồi là có 2 start trên cái chương trình sắp thăng của, thì 2 cái đó thì có 1 start thì sắp tới lại phải vào Sài Gòn theo yêu cầu của nhà đầu tư. Mình cũng dây dứt vì bắt của mình chưa đủ lần, bắt của mình chưa đủ lần, nhưng mà sẽ tốt hơn cho các bạn đấy nếu bạn lựa chọn ra Sài Gòn. Mình thay đổi cái cách nghĩ đó một tí. Thì sắp đến thì Đà Nẵng thì lâu nay thì chúng tôi hỗ trợ cho toàn bộ các hệ sinh thái chứ không chỉ riêng là các lớp, thì thông qua cái kế hoạch triển khai hàng năm. Và cũng xin nói lại là đây là một trong những cái sự kiện lớn trong 58 cái nội dung triển khai được Ủy ban Nhân dân phố ban hành. Thế thì khi ban hành thì kèm theo các kinh phí nguồn từ đâu, ở đâu, 16 các cơ quan tham dự như thế này, thì chúng tôi cứ vậy mà tiến hành. Thì còn ngoài ra thì các cái kênh chương trình thông qua việc nghiên cứu đề tài, thông qua cái đổi mới sáng tạo, tất cả những cái đó thì mọi người sẽ hỗ trợ thêm. Thì trong cái thời gian đến thì thứ nhất là trong phiên đầu tiên thì Bác Đoàn Du Lịch cũng đã giới thiệu rồi, tức là thành phố Đà Nẵng cũng đang cùng với lại Bộ Tư vấn Chính phủ xây dựng đề án để xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố đổi mới sáng tạo, cái đổi mới sáng tạo của khu vực. Và chúng tôi cũng đang cố gắng là hoàn thiện cái thủ tục đất đai trong cái việc đó là triển khai đầu chuẩn bị đầu tư cho cái trung tâm gọi là trung tâm sáng tạo của 1838 cái vùng ở bên đường Trần Hưng Đạo. Và ngoài ra thì là các cái hiện nay thì chúng tôi đã xây dựng xong cái kế hoạch để chuẩn bị trình cho những cái nội dung liên quan đến hoạt động sáng tạo khởi nghiệp của năm 2020. Đấy là những cái chính của chúng tôi. Xin cảm
ơn anh Hoàng, cũng như là lời của anh Cung lúc nãy nói, chúng ta có rất nhiều cái câu chuyện để nói với nhau nhưng mà chỉ có thời gian không cho phép thôi. Thì xin phép là một cái câu hỏi cuối cùng dành cho chị Lê Anh. Bởi vì là được biết là cái tâm huyết nhất của chị là hình thành một cái thị trường vốn tài chính mang tính gọi là thiên thần và bảo hiểm cho các bạn khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam. Thế thì dự định sắp tới của chị là về cái câu chuyện đấy là như thế nào và có cần cái sự tham gia của địa phương hay là có cái sự chia sẻ với địa phương hay không? À, cái đấy thì rất là cần đấy ạ. Cho nên là bất kể một cái hội nghị ở địa phương nào tôi cũng đều phải có mặt, đều gọi là kêu gọi. Bởi vì là thật sự là khi mà nói đến startup thì rất là nhiều người nghĩ là phong trào của học sinh và sinh viên và những cái idea, ý tưởng thôi. Nhưng mà ít ai có thể hiểu được một cách gọi là thấu đáo là nếu startup mà không có một cái nền tảng vững chắc về được đầu tư ấy, thì tôi không cho rằng là họ có thể cất cánh được. Là bởi vì không ai dám cho vay cả, mà chắc chắn là phải là các cái nguồn tiền đầu tư mà phải là đầu tư từ tư nhân. Thế mà nếu mà đầu tư từ tư nhân ấy, thì mình sẽ rất là khó. Thế bây giờ nói cái câu chuyện đó ở Việt Nam thì Việt Nam hầu như là chưa có cái khái niệm về nhà đầu tư thiên thần. Thế và khi mà chúng tôi đi gọi vốn cho startup ở nước ngoài ấy, thì họ rất sẵn sàng rót vốn vào Việt Nam với một điều kiện thôi. Nếu ở trong Việt Nam chúng ta gọi được cái nguồn vốn ở trong nước thì họ sẽ đối ứng. Trong Việt Nam mình có 30%, họ có thể đối ứng 70%. Thì có rất nhiều cái quỹ cam kết là như vậy. Nhưng mà khi quay trở lại Việt Nam thì câu chuyện như anh Đức có nói rồi, chúng ta gặp rất là nhiều vấn đề về mặt pháp lý. Và vì vậy mà tôi cũng đã làm rất mạnh mẽ, phải nói là rất mạnh mẽ, là thuyết phục tất cả các bộ trưởng mà có liên quan ở trong cái đề án 844, từ bộ trưởng của kế hoạch đầu tư, bộ trưởng bộ tài chính, bộ trưởng thông tin truyền thông, tất nhiên là cả bộ khoa công nghệ, vân vân, và bộ pháp lý, bộ tư pháp, bộ công an, là đã đều tổ chức các cái cuộc thảo có liên quan đến đầu tư mạo hiểm và hành lang pháp lý. Đó là vấn đề về mặt vĩ mô, về mặt xây dựng chính sách. Cái thứ hai nữa là ở các địa phương chúng ta đều có người giàu cả, nhưng người giàu đều là đầu tư vào bất động sản hoặc đầu tư vào chứng khoán hoặc là một số lĩnh vực thủy hải sản liên quan đến địa phương, nhưng mà chưa có ai thực sự đầu tư vào startup. Nếu ở đây mà có các anh chị là những người đứng đầu tại địa phương, và có lẽ là tôi cũng kêu gọi từ những người làm chính sách trước, cho dù là 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu trong vòng một năm, mỗi một năm có thể bỏ ra từng đấy, chúng ta thành lập ra những cái quỹ gọi là Angel Club, Angel Group, là những cái quỹ thiên thần đó, và VSB sẵn sàng và sẽ mang tiền về với địa phương cũng theo tỷ lệ là các em cứ 20 hoặc là 30 thì chúng tôi là 70 hoặc là 80. Lần trước nói ở chỗ anh Thành, doanh nghiệp đấy tự ái luôn bảo không, chúng tôi 80 chỉ 20 thôi. Cho nên là phải nói là cái việc mà khởi động từ địa phương rất là quan trọng. Thế và chúng tôi thay vì là cái năm 2014 ra đời một cái VSB Corner, ai cũng hiểu, ở đây chắc các anh thì đều đến tham quan hết rồi. VSB Corner ai cũng hiểu đấy là một cái co-working dành cho startup. Nhưng ngày hôm nay nếu mà các anh đến thì nó đã tại khác rồi. Hôm nay nó là VSB Angel Corner và nó liên tục có nhạc nhẹ, có bánh ngọt, có cà phê, có rượu vang. Và cái đó là những nhà đầu tư thiên thần, tôi nghĩ họ rất là thích. Và một trong một trong những cái chuyến đi mà về Nghệ An đó, anh Thành cũng có rất là nhiệt tình tiếp đón. Thì cái đoàn của chúng tôi có khoảng 30 người, cũng phải thông báo luôn với anh là chỉ một chuyến đi đó thì tôi cũng có thêm 5 tỷ để tiền đầu tư cho startup. Xin cảm ơn và một tràng vỗ tay cho chị Lê Anh ạ. Đấy, thế thì chỉ cần là có những cái hoạt động thực sự truyền cảm hứng cho nhà đầu tư thiên thần thì lúc đó chúng ta mới có thể là có những startup trụ tại địa phương của mình được. Anh Đức có xin bổ sung một điểm rất là ngắn gọn nhé. Tôi đột nhiên có một cái idea là chị Thành Anh cứ đi đâu tôi đi theo, tôi quản lý quỹ rủ. Thực ra thì thế này, bây giờ chúng ta nói về cái câu kết nối nhiều. Thực ra thì kết nối nó rất nhiều chiều. Nếu chúng ta kết nối trong phạm vi một hệ sinh thái, tức là kết nối những cái thành tố tạo ra sân chơi đó hoặc những người thụ hưởng của sinh thái cũng là một cái kết nối. Cái kết nối thứ hai là kết nối theo chiều dọc của những cái đơn vị chuyên ngành thì chúng tôi sẵn sàng, và thực sự là tôi cũng đang nghĩ đến cái việc đó. Đó là việc kết nối những giải pháp về vốn và kết nối những giải pháp về mentoring mà tôi vừa chia sẻ. Thì thực tế ra chúng ta biết rằng là một trong những cái việc kiến tạo ra lợi thế cạnh tranh nhanh nhất chính là kết dính lại
Và đối với cả những nhà đầu tư và entrepreneur thì cái việc đó nó rất là nhanh. Thực ra chúng ta mở lòng và chúng ta xác định một cái cơ chế để làm, thì nếu mà thời gian tới mà chị Thành Anh đón nhận những cái liên quan đến fund management service thì tôi sẵn sàng kết nối cùng. Vâng ạ, rất là cảm ơn các anh chị khách mời đã tham gia cùng với chúng ta trong cái phiên thảo luận ngày hôm nay. Chúng tôi rất là hy vọng là cái kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái và khởi nghiệp tại địa phương sẽ là một trong những bài học mà chúng ta xác định nó là trọng tâm để đóng góp vào hệ sinh thái khởi nghiệp của quốc gia. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các khách mời và trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý vị đại biểu ạ. Xin được trân trọng cảm ơn.